từ giờ mình sẽ không cần phải dùng cái bộ bong bóng xà phòng tự chế nữa rồi. Bởi vì á, mẹ mình đã mua cho mình ta-da! Mẹ mình đã mua cho mình cái cây thổi bong bóng ở ngoài quán mà mình đã ao ước từ lâu đây rồi. Ui, mình thấy các bạn thổi được nhiều bong bóng lắm. Nó có tận 5 đầu thổi cơ. Bây giờ mình sẽ thổi cho các bạn xem nhá. Thổi được á, vừa nhiều mà lại còn không bị nổ nữa. Tớ đang thổi bong bóng đây. Mẹ mới mua cho đấy. Ôi giời ơi. Giờ này còn chơi trò này. Chơi sao? Giời ơi, đúng là cái thằng trẻ trâu. Nhìn mặt tao này. Cái gì đấy? Nhìn đi. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Xin giới thiệu với mày, đây là bong bóng keo. Nghe chưa? Bong bóng keo á? Ừ. Nhìn này. Ôi, thế này mới là xịn chứ. Đẳng cấp là phải chơi cái này. Ôi, hai cậu có cái bong bóng xịn thế. Tớ thổi ra một cái mà nó đã vỡ luôn rồi. Vỡ tung luôn rồi, không cầm được. Trời, đẹp chưa? Để không. Cho tớ chơi thử với, đây, được không? Đây mới là bong bóng. Cho tớ thổi thử một quả được không? Không được đâu. Cho tớ thổi thử một quả đi. Thôi, ra cho các chơi đi. Thôi, đi. Nhá. Nhá, đi luôn nhá. Trời ơi, xịn được chơi. Mà thôi, tôi với ông thi xem ai thổi to hơn đi. Ok. Ông đang chảy trâu rồi. Ra chỗ khác đi. Này. Bruh. Biết cái đấy là cái gì nhở? Ước gì mình cũng được chơi. Thôi, tạm vậy. Chưa gì mất rồi. Hừm, bớn mắt. Sao ông thấy cậu cứ buồn mãi thế? Ô, cậu mới được mua à? Trời ơi, đồ chơi xịn rồi đấy. Mà sao có đồ chơi mới mà cậu cứ buồn thế? Tự nhiên nãy tớ thấy hai cái bạn đằng kia kìa có đồ chơi bong bóng mà động mà không vỡ luôn. Xin ý, tớ xin các bạn chơi cùng mà các bạn không cho, còn bảo tớ là trẻ trâu nữa. Quá đáng thật đấy. Đồ chơi chia sẻ bạn bè chơi tí không có sao đâu, lại còn nói cậu khó nghe thì nữa. Tớ nghe tớ thấy tớ cũng thấy tức cho cậu. Tớ mà gặp hai bạn xấu tính ngoài đường ai là tớ không nghe. Mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. À, đúng rồi, bây giờ về nhà tớ đi. Tớ cho cậu xem này hay lắm. Thế á? Ừ. Đi. Đây, mẹ với cậu nhá. Đây là bong bóng khói đấy. Ừ. Bong bóng khói là như thế nào tớ chưa nghe bao giờ ấy. Tớ thì trên TikTok hot, thế là mẹ tớ mua tớ. Đây là đầu tiên tớ chơi đấy. Giờ tớ với cậu thử mở xem nhá. Bruh. Hộp này thật đấy cậu ạ. Để tớ lấy ra nhá. Cậu lấy ra đi. Chẳng biết đây là cái gì nữa. Là cái gì, không biết đúng không? Wow. Wow. Đẹp thế. Ui, nhìn lạ thật đấy. Trời ơi. Găng tay luôn này. Găng tay làm cái gì đây? Cái này á, tí nữa chơi mình sẽ biết. Này, đằng sau có hướng dẫn sử dụng này cậu ơi. Bây giờ mình làm theo các bước này đi. Bây giờ mình làm theo hướng dẫn đi. Bước đầu tiên là cho cái bình nước vào trong cái này. Đúng rồi, mình sẽ cho nước này vào trong cái cốc này. Wow.
Xong bước đầu tiên rồi, bước thứ hai làm gì đây cậu? Bước thứ hai mình sẽ móc cái móc này vào trong trên áo. Ờ bảo sao đây là cái lẫy này cậu ơi. À còn có cả dây để đeo nữa này. Tớ nghĩ là cái này để đeo lên cổ đấy. Bước này để sau đi, mình làm tiếp bước tiếp theo. Bước này đây. À đó hình như là cục pin ấy cậu nhỉ. Cái kiểu cục pin đúng không? A few moments later. Bon tan. Được rồi. Wow. Ở đây mới là cục pin. Không biết đây là cái gì nhỉ? Chắc tí nữa mình xem thôi. Rồi. Xong rồi mình sau cục pin vào trong này. Có dây ở trước ạ. Các bước này các bạn có thể nhờ bố mẹ làm nhá. Mình cũng thấy là khá lạ. Đây mới là bước thứ 7. Ôi, mình làm bước thứ 7 trước. Bước thứ 5 là phải vặn cái ở đây này. Mình phải bỏ hai cái núm bên trên ra, sau đó mình lắp lại được. Tiếp theo. Nhúng vào đây, bật nút on lên. Cậu nhúng vào đây. Thế à, bây giờ mình thử nhá. Ui giời, tớ hồi hộp quá. Tớ cũng thế. Thôi, tớ cho của cậu mà. Tớ chơi trước đấy, xong rồi tớ thử sau. Wow. Thử đi. Tớ hồi hộp quá. Rồi, đỡ đeo băng tay vào nhé các bạn nhá. Mình nắm đeo băng tay ra, mình đỡ được quả bóng. Lần đầu tiên em thấy người đỡ được quả bóng. Ông bóng đấy. Hả? Bánh bao rồi ăn bỏ thêm này. Đúng 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 đúng. Ôi. Trời ơi. Cái tay tụi rất mạnh luôn ấy. Ôi. Ôi. Tự nhiên rồi, chúng mình đem ra ngoài kia chơi đi. 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 Truyền qua nhau nữa. Ồ đấy. Qua xem thử đi. Này. Mày đang chơi gì đấy? Bọn tớ đang chơi bóng bóng thôi. Bóng bóng thôi. Mà chơi gì cậu làm gì? Ui, bố mắt cậu đỡ này. Bóng gì trông lạ thế. Động mà không nổ à? Mày động thử xem nào. Ủa. Vô duyên người ta đang chơi nhưng xông vào. Ui, xịn thế. Chúng mày có bí quyết gì đấy, chỉ cho bọn tao chơi với đi. Bọn tớ ấy, là trẻ trâu bọn tớ mới chơi được. Các cậu không phải trẻ trâu, cậu không chơi được đâu. Thôi, bọn tớ xin lỗi mà. Bọn tớ cũng là trẻ trâu rồi. Ôi, cậu làm gì đấy? Thấy chứ. Hai cậu ấy biết lỗi rồi. Chắc là thôi, mình cho cậu ấy chơi cùng đi cho vui. Chẳng lẽ mình lại bắt cậu đấy. Đúng. Đây, bí quyết bọn tớ này. Ôi, có chiếc găng tay này chúng ta mới chơi được. Đấy, đấy tay này. Gì đấy? Tay thần kỳ đấy, cậu đeo đi. Cậu đeo vào chơi thử đấy. Bây giờ cậu đỡ nhá. 1 2 3. Ôi giời, các cậu không biết chơi rồi đây, tớ làm thử cho mà xem. Ôi. Đây, cậu thử tự làm đi. Đây, tớ thổi cho hai cậu chơi nhá. Cậu ấy cho ta hai tớ hướng nhá. Mình chưa chơi vậy. Dạ. Yeah. Wow. Ui. 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 Chưa. Thở thêm một quả nữa đi. Đấy. Ui. 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 Hay đấy. Ui. Thấy chưa? Đồ chơi của bạn Mây Khoai Tây đấy. Các cậu thấy giống bánh bao không? Giống bánh mochi. Cái này vui thật đấy. Hay là chúng mình ra sân to ngoài kia chơi đi. Ok luôn. Nhưng mà nhá, trước khi chơi có phải cậu phải nhớ là lần sau đừng có màng có đừng xấu tính như thế. Có đồ chơi là phải chia các bạn chơi cùng nữa.
Được rồi. Thì mới vui hơn đúng không? Ok, hai tớ biết rồi. Ừ. Giờ chúng mình đi. Đi.